Bên đây trời. Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị. Tí chào đi. Chào. Dạ hiện tại có Mạnh Thường Quân, chị ấy xin giấu tên, có gửi cho Thắng 300.000 nhờ Thắng mua bánh cho tí Súng á. Thì bây giờ tí Súng thích ăn bánh gì nè? Ăn được. Ăn bánh gì cũng được hả? Dạ mua bánh gì cũng được không? Rồi bây giờ hai anh em lên đường. Đi, chạy qua chợ để mua bánh cho tí Súng nha quý cô chú anh chị. Nè, tí Súng nhìn qua đây nè. Chào đi. Chào. Chào quý cô chú anh chị. Giờ tí Súng đi đâu? Đi chợ làm gì? Mua bánh, không có mua hình, nhà hình nhiều lắm rồi. Dạ thì hai anh em hôm gọi đi á, cũng đi gần người vừa đỡ nóng hiểm, cũng có cô chú anh chị comment vào nhắc nhở, thì hôm nay hai anh em cũng chấp hành luật lệ giao thông những quý cô chú anh chị. Đây gọi hai cái nó cũng hiểm đây trên như vậy mà hả, hôm nay vô chợ tí chỉ rồi. Thì hiện tại Thắng đang chở tí vô chợ Phú Yên của tỉnh Đồng Tháp nha quý cô chú anh chị. Quẹ vô đây là vô chợ không tí Súng? Dạ đúng rồi. Giờ tí Súng thích ăn bánh gì nè? Bánh gì cũng được anh. Tí nhìn bên đây nè. Nhìn giao lưu với cô chú anh chị đi. Bây giờ mình vô chợ ha. Dạ chợ này anh. Ừ vô mua bánh ăn ha. Dạ mua bánh ăn. Đây là cái chợ là anh chú này anh ơi. Dạ thì hai anh em cũng đã tới chợ Phú Điền nha quý cô chú anh chị. Bây giờ Thắng mời quý cô chú anh chị vào trong để mua đồ cùng hai anh em. Ăn mẹ muốn chờ anh luôn đó. Bây giờ tí muốn ăn bánh gì nè? Ăn gì cũng được, mua cho em đi. Ăn bánh gì chọn đi. Em chọn bánh gì chị lấy cho em thùng sữa phô mai đi. Đó mày chọn em ha. Tí thích ăn bánh gì? Bánh gì lấy đi. Bánh nào cũng lấy. Trời ơi vô tình gặp luôn. Rồi gặp fan luôn nè. Ăn bánh đó không? Hả? Bánh nào? Bánh cuộn đó đó. Bánh cuộn nữa hả? Ừ. Em ăn luôn. Hả? Bánh bự đó anh, bánh bự kìa. Bánh bự nào? Đòi chị bước. Rồi chị về. Đòi nào vô lấy đi chị. Nói lấy cho em nè trời, em coi được, em mới chịu nha. Bánh đó đó hả? Ừ, bánh đó đẹp đó anh. Ờ, đòi bánh, bánh đó mới chịu. Bánh nào em ăn bánh đó đó. Chịu không? Chịu, mua về cho mẹ em ăn. Rồi lấy thùng đó đi. Mua về cho mẹ em ăn. Ừ. Rồi em có ăn không? Dạ có. Đây, em thích vậy cho. Rồi tí ăn bánh gì nữa không? Ăn bánh bánh quê cho không chị? Bánh quê của anh có bánh quê không anh? Bánh quê là bánh gì? Bánh cốm là gì cho mẹ luôn nè. Cốm phải không? Cốm rồi lấy bịch cốm cho mẹ nó đi. Lấy cho mẹ em ăn nữa. Ừ. Rồi tính bao nhiêu tiền rồi chị? Em lấy tiền anh đi, không lấy tiền. Hả? Em cho anh luôn, không lấy tiền. Ai cho tí đâu hỡi? Không lấy tiền đâu, sợ. Thôi không lấy tiền nha. Hả? Anh không lấy tiền, không nghĩ chơi luôn đó, dặn luôn đó. Anh gì sao không mua bánh nè có gì vậy? Cô gái là ăn mua cho em muốn gì anh? Hả? Em mua thôi đó, em muốn cái này coi. Anh tới ăn xúc xích, tới ăn xúc xích không? Dạ không, em không thích đau bụng lắm, không ăn nổi không anh ơi? Không ăn nổi à? Đau bụng quá ông nội, đau bụng muốn ăn tao đau luôn rồi đấy. Sao con dữ vậy? Hả? Đi đâu phim về? 335 hả chị? Đi chơi về. Ê!
À, hiện tại thì Thắng Tý chọn cái hộp bánh đó nha quý cô chú anh chị, với cái thùng sữa phô mai. À, em muốn thùng phô mai rồi, em muốn phô mai rồi. Với một bịch cơm. Em muốn chạy cho mẹ em ăn nữa đó, mấy bịch cơm cho mẹ em đi. Sao tiền gì xài không được gì? Anh nói tiền em chịu. Tiền gì? Tiền em chịu, em không chịu. Tiền nhỏ không chịu. Lấy không? Không lấy. Không lấy, không lấy, lấy lại luôn á. Rồi ra xe về nè. Chào, chào chào mấy chị mấy cô đi về. Chào con về. Ừ. Con không chạy đâu mất anh đó. Cái này đẹp ha. Hả? Vậy. Này tí đẹp trai. Dạ thì cuối cùng cũng đã mua quà bánh cho Tý xong rồi, giờ đang trên đường về nhà Tý nha quý cô chú anh chị. À, qua đường trên về nhà Tý thì phải qua một cái trạm thu phí. Hiện tại cây cầu này là ranh giữa Đồng Tháp và Tiền Giang nha quý cô chú anh chị. Chạy qua mé bên đây là của Tiền Giang rồi. Hồi nãy ngay vô khúc ngay chỗ tạm thu phí đó là của Đồng Tháp đó. Thì đây cũng đã sắp tới nhà Tý rồi nha quý cô chú anh chị. Ấp Văn Hóa, ấp Mỹ Thị B. Đi về nhớ mẹ không nè? Hả? Nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Nhớ ôm hôn mẹ cái coi. Thôi. Hôn mẹ cái coi. Con thở này con lắm. Hôn mẹ cái coi. Mẹ. Ôm cái coi. Đó. Nó Tý đi tôi về dì ba có nhớ Tý không? Mẹ nhớ, mẹ có nhớ con mẹ. Nhớ. Nhiều không? Dì ba ơi, nhắc ghế ngồi xích vô Tý dì ba. Nói giọng nó nhiều của Tý nè. Mẹ biết không? Con làm Minh Thành nó vui quá trời vui. Dạ. Đi đụng như trai với nè. Dạ. À, dạ dì ba có Mạnh Thường Quân á, chỉ xin dấu tên chỉ Thương Tý, chỉ cũng có gửi cho con 300.000 để mua quà bánh cho Tý, mà con thấy dì ba với Tý sáng thì bán với số sớm thì cũng có khi cũng không ăn gì, cho nên con mua một cái thùng sữa phô mai với Tý đòi ăn cơm với thêm cái thùng bánh. Tý cơm ở nhà con kìa. Thôi. Có bánh trời không còn cả. Vậy cái con mẹ giùm mấy đứa. Tí khoái vô bánh này lắm. Thích ăn bánh này ngon lắm. Tặng cho con ha. Bởi vì nãy mà lại nói nữa tí thích ăn. Dạ. Dạ chị ơi, em mua 3 món quà là một thùng sữa là 125.000, một cái thùng bánh là 180.000 với cơm là 30.000 nữa. Tổng cộng là 335.000. Dì ba thay mặt Tý gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân, chị giấu tên đi gửi 300.000 á. Cảm ơn chị nhiều. Dạ thì cái video trao quà cho Tý cũng kết thúc tại đây. Khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những cái video sau. Tý với dì ba bye bye đi ạ. Bye bye, hẹn gặp lại vào những cái video sau.